Xin chào quý bạn đang theo dõi video. Đây là ở trên tay mình đeo một là sản phẩm của hãng Hikvision, và đây là chiếc camera được khách hàng đánh giá là thông minh và có nhiều tính năng như là đèn thông minh và dạng cắm cổng LAN và hỗ trợ nguồn PoE và nguồn 12V và tiêu chuẩn ngoài trời và có mic thu âm phát hiện dạng người và phương tiện. Và đây mã đầy đủ của chiếc camera này là HA2H5388G2-RHA5 và độ phân giải của chiếc camera này là 1080. Cần tư vấn hay cần lắp đặt chiếc camera này hãy comment, nhắn tin, Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo. Quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn.